Nửa đêm trộm vịt. Đại ca ơi, ở ngoài hồ có mấy bạn nhìn vừa giống mà cũng vừa khác chúng ta nữa. Đại ca có biết đó là ai không? Đó là bọn vịt trời, cùng loài với chúng ta, nhưng chúng không ở một chỗ như chúng ta. Lâu lâu chúng bay tới đây tắm táp rồi bay tiếp. Nhưng sao họ lại phải bay như vậy? Mình cùng giống với họ mà có bao giờ làm như vậy đâu. Chú mày muốn biết, chốc nữa ra mà hỏi chúng, thế nào cũng nghe chúng ba qua chích chòe cho mà xem. Chào những người anh em, lâu quá không gặp, các bạn có khỏe không? Sao nhìn bọn họ ốm yếu, còm cõi quá vậy? Hình như là họ hàng với chúng ta đó, nhưng bay nhiều đâu được chăm sóc như chúng ta, nên gầy còm thế đấy. Sao phải cực khổ vậy làm gì nhỉ? Anh gì ơi, anh từ đâu tới vậy? Anh bay từ tận phương Bắc lạnh giá xuống phía Nam để kiếm ăn đó. Chúng tôi còn phải bay lượn thêm vài ngàn dặm nữa thì mới tới nơi được. Bác vịt đầu đàn nhỉ? Phương Bắc của các anh có cái hồ nào rộng bằng cái hồ ở đây không? Chỗ đó to gấp ngàn lần chỗ này ấy chứ, không thể so sánh được đâu. Vậy ở đó có thức ăn đầy đủ không? Cua, ốc, dung cá, có không? Có chứ, mùa hè thì thức ăn bao la, ăn mãi không hết. Nhưng mùa đông tới thì tụi anh phải bay xuống phía Nam để tránh cái lạnh phương Bắc. Nhưng mà cả đời chắc các anh chỉ bay một hai lần thôi chứ hả? Không, năm nào tụi anh cũng phải bay đi bay về như vậy hết cả đấy. Đúng là rách việc, làm gì phải khổ thế. Thảo nào ai cũng gầy gò ốm yếu, sao không ở một chỗ như chúng tôi cho sướng cái đời, ai cũng béo mầm đây này. Chúng tôi thấy thương cho vợ con các anh quá. Có gì đâu, đó là cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi thấy hạnh phúc, được đi đây đi đó, biết nhiều thứ, thấy cuộc đời này đáng sống lắm. Ở đâu ra cái chuyện qua đường đó vậy? Cuộc sống an nhàn thì chẳng muốn, lại thích khổ cực. Bơi trong làn nước mát chả thích hơn là bay lên cao. Chẳng qua thích làm trò ta đây. Sao lại khổ? Muốn có cái ăn thì phải bỏ công đi kiếm, chứ làm gì có ai cho không ai cái gì đâu. Chẳng qua các anh biết khổ mà không dám nhận khổ đấy thôi. Chứ như chúng tôi chỉ cần dạo chơi cũng được cho ăn cám ăn tấm. Lúc thích thì có thể xuống hồ ngâm mình bơi lội, cá tôm tép cũng được người ta bón cho ăn, chẳng cần phải động tay chân gì cả. Thế chẳng phải sướng hơn sao? Ừ thì các anh sướng, nhưng còn chúng tôi cũng chẳng hề thấy khổ. Đi đây đi đó, hiểu biết nhiều, những điều đó chắc gì các anh có được. Chúng tôi làm lụng vất vả, nhưng sống tự do vui vẻ. Mùa hạ chúng tôi đẻ trứng, rồi ấp cho nở thành đàn vịt con xinh xắn. Chúng tôi kiếm thức ăn cho tụi nhỏ, rồi chúng lớn thì dạy chúng săn bắt, rồi dạy chúng bay theo chúng tôi luôn. Chúng tôi không cần phải làm việc đó. Chúng tôi muốn đẻ đâu thì đẻ, đã có con người nhặt giúp rồi, và con người cũng giúp ấp trứng luôn. Nhưng không lẽ vịt con mới ra đời không lâu đã phải bay một đoạn dài như thế hả? Chúng tôi đã được tập bay từ nhỏ. Khi bay chúng tôi cũng có đội hình nâng đỡ nhau, nên không có gì là khó khăn cả. Trời ơi, vậy thì đúng là khổ cực quá mà. Sống như vậy thì sống làm gì nữa? Cứ như mình không phải lo miếng ăn chỗ ở có phải tốt không? Chúng tôi tới giờ là được cho ăn, muốn vui đùa thì có hồ nước, muốn có con thì có người khác ấp. Sống không phải làm lụng gì cả mà được cung phụng như vậy mới là đáng sống. Còn các người chỉ là phường khổ cực mà thôi. Tôi thấy các bạn mới là người đáng thương đó. Cả đời chỉ sống ở một chỗ, không chịu động tay động chân, không biết tự lo cho bản thân và gia đình, như vậy thì sao gọi là đáng sống được. Thôi, cãi nhau cũng không có tác dụng gì, chi bằng chúng ta tìm trọng tài đi. Ở chuồng bên có nhà thông thái lợn, bác ta to béo, chắc là hạnh phúc lắm. Chúng ta hãy qua đó nhờ bác ấy phân xử đi. Lợn mà cũng là nhà thông thái nữa hả? Mà thôi cũng được, chúng ta đi thôi. Bác lợn ơi, chúng tôi có chuyện muốn nhờ bác phân xử. Sống mà không cần làm gì, cũng có cái ăn mới là đáng sống đúng không? Cần cù lao động và học hỏi kinh nghiệm mở rộng tầm mắt mới gọi là đáng sống chứ. Tôi thấy anh dịch nhà nói đúng đó. Như tôi nè, sáng thì ăn cám,
tối thì nằm ngủ, chẳng cần phải làm gì cũng được ăn ngon mặc ấm, ở trong nhà tránh mưa tránh bão, sống vậy mới là tiên dịch trời ạ. Các người thấy chưa, sống như chúng tôi và bác Lợn đây mới thật sự là đáng sống. Ai như các người cứ phải nhọc công nhọc sức như vậy. Bác Lợn dù sao cũng là lợn nhà giống như các anh, vậy nên bác ấy ủng hộ các anh là đúng rồi. Chị mèo tiên sinh này thật là giỏi, có thể bắt trúng một con chuột từ trên cây như vậy chắc chị phải luyện tập khó khăn lắm. Phải mạo hiểm như vậy để có miếng ăn thì đúng là bất hạnh. Ai lại đi hỏi xin con lợn lời khuyên cuộc sống chứ? Con lợn suốt ngày chỉ biết ở trong chuồng, thậm chí cái hồ còn chưa đặt chân tới, vậy thì làm sao biết cái gì mà khuyên nhủ được? Chị mèo tiên sinh, chị là người đi giữa ranh giới sự sống và cái chết, chị có thể giúp tụi em phân xử vụ này được không? Cô mèo này tôi từng thấy nằm ngủ ở hiên nhà chủ, rồi hình như bị chủ đánh quá nên biến mất luôn, cuối cùng thì cũng thành mèo quan cả thôi. Làm mèo nhà tuy có chỗ ăn chỗ ở nhưng phải chịu bị đánh chửi, còn giờ là mèo hoang tuy gian khổ nhưng tự do hạnh phúc hơn nhiều. Đúng rồi, sống tự do không bị ai gò bó thì mới là thoải mái nhất chứ. Đó là do cô làm sao ấy, chứ tôi không bao giờ bị chủ đánh đập hay gì cả, đôi khi còn được chủ tắm cho nữa. Tôi cũng đã từng đưa rất nhiều linh hồn vịt nhà về cõi âm nên cũng biết vịt nhà chết như thế nào. Chúng tôi chết thế nào, cô nói xem. Đúng là các vị không biết thật, nhưng đó là thiên cơ, tôi không thể tiết lộ, nếu không thì chính cái mạng của tôi sẽ bị lấy lại mất. Vậy ý của mèo tiên sinh là thế nào? Tôi với vịt nhà, ai mới có cuộc sống ý nghĩa? Sống trong rừng tuy khổ cực hơn, nhưng khi săn mồi, tôi rèn luyện được cả về ý chí, tinh thần cũng như thể chất, giống như là bác cáo vậy đó. Vì vậy nên tôi thấy vịt trời sống có ý nghĩa hơn vịt nhà nhiều. Cáo, đúng rồi, tôi rất hay thấy bác cáo đứng ngoài rừng nhìn vào vườn chúng tôi. Chắc chắn bác cáo cũng sẽ biết chúng tôi sống sung sướng thế nào. Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu, nhưng mà thôi, sao cũng được. Bác cáo ơi, bác đang làm gì đó? À thầy, tôi đang ngắm mấy bạn vịt chơi đùa ấy mà. Tôi thấy bác cáo rất hay ngồi ngắm nhìn chúng tôi. Vậy thì chắc bác cáo cũng thấy chúng tôi có một cuộc đời vô cùng đáng sống đúng không? Không giống như đám vịt trời phải khổ sở. Vịt nhà nói đúng đó. Nghĩ mà thấy sao mấy bạn vịt nhà lại sung sướng quá. Ước gì tôi cũng có một cuộc sống như các bạn. Bác nói thật đó hả? Đúng rồi, ngày nào tôi cũng ngắm nhìn các bạn vịt nhà mà ganh tị hết. Các bạn được ăn uống thỏa thích, trong khi tôi phải cực nhọc đi kiếm thức ăn. Tôi không ngờ bác cáo lại có thể nói ra những lời như vậy. Tại sao lại phải ganh tị với kiểu sống lười biếng như vịt nhà chứ? Thôi đi, anh nghe bác cáo nói rồi đó. Bác cáo cũng là thú quan giống như anh, nhưng lại cảm thấy ganh tị với chúng tôi. Như vậy chứng tỏ chúng tôi là hạnh phúc hơn rồi. Chào bác Trắng, bác có khỏe không? Cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên hôm nay mày lại... Nè, con vịt nhà ngu dốt kia đang hỏi xem nó có đang sống hạnh phúc hay không. Nếu tao với mày tâng bốc nó lên một chút thì nó sẽ mất cảnh giác, và từ đây về sau chúng ta sẽ dễ săn bọn chúng hơn. Mày thấy có lý không? Hay, rất hay, đúng là diệu kế. Vậy để tao ra khen nó một tí. Đúng rồi, có ai đâu mà sung sướng như mấy bạn vịt nhà chứ. Tôi thì suốt ngày phải luồn dưới lòng đất để trốn con người, vì hễ họ thấy tôi là họ lại tìm cách bắt giết. Tôi cũng vậy thôi. Con người thấy tôi là đuổi là đánh, nào có được dâng thức ăn tới tận miệng như mấy bạn vịt nhà đâu. Hai tên gian xảo, mau cút đi cho ta, nếu không thì đừng có trách. Hai người đó có làm gì ông đâu mà ông dọa bọn họ chạy mất thế hả? Bọn chúng chỉ muốn kiếm ăn nên mới tần bốc ngươi lên để lừa ngươi thôi, chứ hai đứa bọn chúng thì biết cái gì chứ. Vậy bác cổ thụ có điều chi dạy bảo ạ? Chỉ có không tham an nhàn, không sợ sóng gió nguy hiểm mới có thể được sống hạnh phúc. Ta đã thấy qua khiên ngưu tham an nhàn,
cây tiểu thảo sợ rét lạnh đều rất dễ bị chết. Tôi đứng đây đã mấy trăm năm, trải qua biết bao nhiêu dòng tố động đất, nhưng vì rễ của tôi bám sâu xuống đất đến mấy trăm thước, thân thể tôi trưởng thành to cứng nên mới có thể chống chọi với nhiều tai họa thiên nhiên. Dịch trời vốn bay đi nhiều nơi nên có tinh thần nhẫn nại, thể chất tốt cũng như kiến thức sâu rộng. Cuộc sống của loài dịch có tinh thần như thế nhất định sẽ hạnh phúc. Kiến thức sâu rộng hả? Tôi đây cũng có kiến thức về các loại thóc cũng như sâu bọ, có kém cạnh gì đâu. Thế anh có biết mùa đông có gió gì không? Thì có gió lạnh chứ gì nữa, thế mà cũng hỏi à? Đúng là không biết mà chỉ giỏi đoán mò. Mùa đông có gió đông bắc đưa khối lạnh từ phương bắc xuống nên trời mới lạnh đó. Thì tôi nói gió lạnh cũng đúng chứ sai gì đâu, chứ không lẽ nói gió nóng. Đúng là gian được mà. Thôi, trời sắp sáng rồi, tôi phải đi ra chỗ hồ nước với đàn của tôi đây. Sáng sớm chúng tôi còn bay nữa. Bà nè, ngày mai có chỗ lớn, tôi với bà ra bắt mấy con vịt để chuẩn bị làm cổ đi. Ừ, chọn mấy con vịt béo tốt ấy, để tôi gọi thêm hai đứa nữa ra bắt vịt cùng cho nhanh. Họ làm gì mà bắt nhốt hết họ hàng của mình vào chuồng vậy ạ? À? Người ta bắt họ để giết thịt đó. Chúng ta quay lại hồ báo với mọi người khởi hành sớm thôi. Vậy là cả đàn vịt nhà bị bắt hết thật rồi hả? Người ta đang giết họ rồi đó. Tội nghiệp quá, chúng ta sẽ không còn được nghe họ nói nữa rồi. Đừng nghe làm gì, cả đời ta đã gặp nhiều người nhưng chưa hề gặp ai lười biếng mà lại nói đạo lý như bọn họ. Chúng ta không cần nghe họ giảng dạy, chúng ta cần phải bay. Các bạn vịt con kia chưa bị giết, đáng tiếc là chúng ta không thể mang họ đi theo. Họ không thể bay được đâu. Còn chúng ta phải gắng sức mà bay để còn học hỏi cuộc đời này nữa chứ. Khoảnh khắc vàng. Đại học Y khoa Warsaw năm 1963. Chúc mừng con trai đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Gia đình mình luôn tự hào về con, Relija ạ. Cuộc hành trình của con chỉ mới bắt đầu. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn đồng hành cùng con suốt 7 năm qua. Cả nhà mình cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm nào. Mười năm sau. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin y tế. Các phẫu thuật ghép tim thành công đầu tiên trên thế giới xảy ra vào ngày 3 tháng 12 năm 1967 tại Bệnh viện Crusoe Capital, Mỹ. Bác sĩ phẫu thuật Christian Barnett dùng trái tim vẫn còn đập của một phụ nữ 25 tuổi chết vì tai nạn giao thông để ghép cho một bệnh nhân 53 tuổi, nha sĩ Louis Washakenki. Tuy nhiên, bệnh nhân này chỉ sống được 18 ngày và ngành phẫu thuật ghép tim bị đình trệ suốt những năm dài của thế kỷ. Sau ca phẫu thuật, Washakenki được cho dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch và giữ cho cơ thể không đào thải trái tim mới. Nhưng những loại thuốc này vô tình đã khiến chứng viêm phổi kép của bệnh nhân trở nên nặng hơn. Liệu còn cách khác cho việc sát nhập trái tim mới? Con sao thế, Realizer? Những năm nay hay nghe đi nghe lại một tin tức, gương mặt lại đăm chiêu suy nghĩ. Con đang có dự tính gì sao? Mẹ này, con đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói với mẹ. Con định qua New York một thời gian để nghiên cứu thêm về phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật tim mẹ à. Mỹ vẫn là đất nước có y khoa phát triển mà con có thể học hỏi theo. Con đã quyết kỹ chưa? Hiện tại công việc bác sĩ của con vẫn đang tiến triển rất tốt mà. Con nghĩ khoảng lặng để trau dồi thêm kiến thức là cần thiết. Con đang rất nghiêm túc với những gì mình tâm huyết. Xin mẹ hãy ở nhà đợi con trở về. Năm 1975, Zbigniew Realizer hoàn thành đào tạo về phẫu thuật tim tại Detroit, Mỹ. Sau đó, ông trở về đất nước Ba Lan, trở thành bác sĩ phẫu thuật tim, đồng thời là giảng viên tại Viện Tim mạch Warsaw, giữ chức giám đốc phòng khám và phẫu thuật tim mạch ở Zbrzej.
Ba Lan, năm 1985. Cô ơi cô, khi nào thì tôi được phẫu thuật? Úi úi, cụ ơi, cụ đi đâu lung tung thế này? Đây là khoa thần kinh kia mà. Do tôi hỏi mấy cô cậu bên chỗ tôi mà chẳng ai trả lời tôi cả. Tôi muốn mau phẫu thuật hết bệnh mà còn về với mấy đứa con. Thôi thôi, để cháu dẫn cụ về. Cụ cứ nằm nghỉ trên giường đã. Khi nào ổn ổn, bác sĩ báo phẫu thuật thì bọn cháu cho hay liền ấy mà. Sao không đi lung tung như thế này nữa nhá. Thiệt là. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cụ Teddy Hughes lại đi lung tung rồi. Xin lỗi vì làm phiền bác ạ. Em dẫn cụ ấy về nghỉ ngơi ngay đi. Ông cụ ấy phiền chết được. Ngày nào cũng nằng nặc đòi phẫu thuật. Mà cũng xấp xỉ 60 rồi còn trẻ gì đâu. Thực hiện không khéo, bác sĩ lại ôm họa vào thân. Ai đâu mà dám chứ. Ít có ai kiên trì như cụ Tadeusz Zickiewicz. Dù tuổi tác và sức khỏe không cho phép, nhưng cụ ấy vẫn cố gắng từng ngày và tìm cơ hội được sống cho trái tim không khỏe mạnh của mình. Bác sĩ nói sao? Tim của tôi không thể phẫu thuật nữa sao? Phẫu thuật ngay bây giờ không giúp khắc phục tình trạng của cụ được, vì cơ tim đang giãn dần và tim có dấu hiệu suy nhược, không còn đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ của mình nữa. Nên cụ có thể nghĩ sang hướng ghép tim. Trời, là ghép tim hả? Bác sĩ có đang nói đùa không? Tim vẫn thay được sao? Đây là chuyện lạ lùng nhất mà tôi từng này tuổi được nghe. Nhưng tôi tin vào nền phát triển của y học. Ý định ghép tim luôn ấp ủ trong đầu cháu suốt từng ấy năm qua. Tuy nhiên, đối tượng hiến tạng ngay lúc này là vô cùng hy hữu. Cháu vẫn luôn tìm kiếm, vận động và đợi chờ mỗi ngày, cũng giống như cách mà cụ chờ đợi được phẫu thuật. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi một cơ hội thích hợp. Từng này tuổi rồi, tôi còn sợ gì nữa đâu. Tôi tin hoàn toàn vào quyết định của bác sĩ. Xin hãy cứu sống tôi, vì tôi còn rất yêu cuộc sống này. Cháu hứa sẽ làm mọi cách để sự chờ đợi của cụ có kết quả. Nhưng trước tiên, cháu sẽ đưa cụ vào danh sách cấy ghép của bệnh viện. Phương pháp này còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất trong cuộc hành trình này, cụ không lẻ loi. Ba Lan, những năm 1987. Bác sĩ Realizer đã tìm được trái tim thích hợp cho bệnh nhân Tadeusz Zickiewicz, 61 tuổi. Bác sĩ Religa, lệnh ghép tạng từ người chết hiến tạng vừa mới ban hành tại Ba Lan, tuy nhiên vẫn chưa cấp phép cho trường hợp chết não bao giờ. Ông đang lấy chính tính mạng bệnh nhân để đùa giỡn với tử thần sao? Chúng ta không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào nữa. Càng kéo dài, sự sống của bệnh nhân càng bị thu hẹp. Bác Tadeusz Zickiewicz phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có được quả tim thích hợp thứ hai? Và việc ấy đồng nghĩa với việc hủy hoại một phần cơ thể người khác. Bệnh nhân vừa có dấu hiệu chết não, nhưng tất cả các cơ quan và bộ phận vẫn còn hoạt động. Chúng ta hãy tự hỏi lương tâm và đạo đức của một bác sĩ trước khi cổ suý cho hành động nhẫn tâm này. Chưa kể, bác sĩ Religa ạ, bệnh nhân Tadeusz Zickiewicz đã bước qua tuổi 61 rồi, sức khỏe quá yếu để duy trì cuộc phẫu thuật. Ca phẫu thuật đầu tiên thành công bên Mỹ cũng chỉ sống được có 18 ngày. Liệu rằng chúng ta có thực sự đem lại sự sống cho người khác không? Phải đó, càng không thể quyết định trong tích tắc ngắn ngủi thế này. Đây chính là mạng người đấy. Mà mạng người thì không thể tùy tiện thử nghiệm được. Nguy hiểm quá, làm không khéo cả danh tính bệnh viện chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Tôi xin lỗi, tôi xin phép không tham gia cuộc phẫu thuật này. Tôi không muốn bị tước đi giấy phép hành nghề do điều mà tôi không tin tưởng. Bác sĩ Religa à, đừng nên quyết định vội vàng điều gì khi trách nhiệm và sự ảnh hưởng không còn đặt lên một mình ông. Tôi cũng vậy, đây là một quyết định quá liều lĩnh. Xin lỗi bác sĩ, lần này tôi không thể liều lĩnh theo ngài. Về chuyên môn lẫn tâm lý cho cuộc đại phẫu thuật nghiêm trọng này, tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng. Thưa giám đốc, chúng ta có tiếp tục không? Cuộc phẫu thuật này cần một số tiền kinh phí lớn, nhưng tôi e với tình hình này thì... Làm theo lệnh tôi, khẩn cấp tiến hành vận chuyển cơ quan nội tạng từ Warsaw về Zabrze. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ca ghép tạng cho bác Tadeusz Zickiewicz. Hơn ai hết, bác ấy là người được tiếp tục sự sống.
Với quyết định của mình, bác sĩ Zbigniew Realizer không nhận bất kỳ sự hỗ trợ tinh thần nào từ đồng nghiệp lẫn nguồn lực tài chính nào đến từ chính phủ Ba Lan. Ông và nhóm các y tá, cộng sự của mình đã tự gây dựng quỹ riêng để bước vào cuộc phẫu thuật lịch sử. Thời điểm bác sĩ Zbigniew Realizer thực hiện ca phẫu thuật không tưởng, nhà thờ Công giáo phản đối dữ dội bởi họ cho rằng việc mổ xẻ, động chạm đến thi thể, lấy ra bất kỳ phần nội tạng nào cũng là điều đáng nguyền rủa. Tất cả bệnh viện và bác sĩ khác đều lo lắng cho số phận tiếp theo của Realizer. Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng cô đã chờ được cuộc phẫu thuật quan trọng của mình. Cô phải mạnh mẽ, kiên trì lên, Tadeo Sikovic. Phương pháp này còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất trong cuộc hành trình này, cô không lẻ loi. Thời điểm diễn ra cuộc phẫu thuật, nhiếp ảnh gia James Stanfield đang tiến hành ghi lại hình ảnh về hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí đã lỗi thời của Ba Lan. Y tế rơi vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng máy móc, trang thiết bị. Vượt lên nghịch cảnh, ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên âm thầm diễn ra dưới tay vị bác sĩ kiên định Realizer. James Stanfield chớp lấy thời cơ để thu trọn mọi khoảnh khắc. Đây là cuộc phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật y tế cao và cơ sở vật chất hiện đại. Bác sĩ Religa, ông ấy thật đặc biệt, một mình chống lại mọi người ngoài kia để thầm lặng đem lại sự sống cho người khác. Thưa bác sĩ, cơ thể bệnh nhân đang có dấu hiệu phản ứng với trái tim mới. Bác sĩ, không may rồi, tim đang có dấu hiệu ngừng đập. Cơ thể bệnh nhân quá yếu để có thể kích hoạt trái tim mới. Sốc điện. Thi thoảng trái tim mới cần một cú sốc điện để hoạt động bình thường. Cố gắng giữ nhịp thở của bệnh nhân. Cố lên, ông Tadeo Zikovic. Kiên trì lên nào. Mọi người trong phòng vẫn luôn đồng hành cùng ông. Đây là thời khắc trái tim của ông quyết định kết quả. Qua thời khắc sinh tử rồi, thưa bác sĩ Realizer. Đã 23 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật kéo dài căng thẳng đến khi kết thúc. Trong mọi tình huống, bác sĩ Religa vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh. Có lẽ ông ấy đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu cho cuộc đại phẫu thuật này. Và bây giờ, con người đáng kính ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Năm 1987, tạp chí National Geographic công bố đây là bức ảnh đẹp nhất trong năm qua của họ. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nền y học Ba Lan chính thức bước sang trang mới. Ông ấy đã chiến đấu với sự mệt mỏi của mình để bảo đảm cho bệnh nhân vẫn sống và sẽ sống. Y học và sự nhiệt huyết đã biến những điều không thể thành có thể. Bệnh nhân Tadeo Zikovic như được sống thêm lần nữa. Đúng là phép màu kỳ diệu mà. Bác sĩ Religa như một người anh hùng thật sự. Ông ấy luôn theo dõi từng nhịp tim nhỏ nhất. Bác sĩ Religa, ông đã thực sự tạo nên kỳ tích. Cụ Tadeo Zikovic đã được tái sinh và sống khỏe mạnh cùng trái tim mới. Kể từ khi thời khắc lịch sử được đánh dấu, hàng triệu người từ khắp nơi trên toàn cầu đã được hồi sinh nhờ kỹ thuật mà ông Realizer thực hiện. Ngày 8 tháng 3 năm 2009, bác sĩ Realizer qua đời vì ung thư phổi. Đám tang của ông được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Ba Lan. Bệnh nhân Tadeo Zikovic và nhiếp ảnh gia James đều có mặt để nói lời từ biệt với vị bác sĩ già vĩ đại. Trên tay, họ cầm bức ảnh chụp lại giây phút trong phòng mổ ngày hôm đó. Ông Tadeo Zikovic luôn giữ tấm hình giống như bùa hộ mệnh của mình. Mặc dù trái tim của bác sĩ Zbigniew Realizer đã ngừng đập, nhưng trái tim của bệnh nhân mà ông đã cứu sống vẫn khỏe mạnh tới bây giờ. Người đàn ông 91 tuổi này trở thành bệnh nhân được ghép tim sống lâu nhất tại Ba Lan. Tháng 6 năm 1995, Realizer được cả cộng đồng y khoa thế giới biết đến là bác sĩ phẫu thuật đầu tiên ghép thành công van tim nhân tạo tại Ba Lan, và tấm hình khoảnh khắc vàng ấy đã được lưu giữ đến tận ngày nay. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vị bác sĩ Zbigniew Realizer, người đã đánh dấu thời khắc thay đổi lịch sử y học của Ba Lan vào những năm cuối thế kỷ 20.
nhà hóa học liều mạng tìm ra khí cờ lo. Stralsund, Đức, năm 1757. Tạm biệt, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi gặp gỡ thế này. Cảm ơn bữa tiệc tuyệt vời tại gia đình ông Johanna. Ngài phải tự hào về con trai của mình, thằng bé rất thông minh và ham học hỏi. Cảm ơn các ngài, thằng bé còn nhỏ, vẫn phải học hỏi nhiều. Ồ, thằng bé hầu như đã đọc được hết các đơn thuốc và ý nghĩa của các dấu hiệu hóa học và dược phẩm. Đó là nhờ các chú đã dạy cho con đấy bố ạ. Vậy thì tôi nghĩ ngài nên gửi thằng bé đến Goldenberg. Đến Goldenberg ư? Vâng, ở đó phát triển về nghề dược phẩm rất tốt, và vì thế sẽ giúp cho thằng bé phát huy được khả năng của mình. Nhưng ở đây xa xôi quá, tận bên Thụy Điển. Vâng, ngài còn nhớ bác sĩ dược phẩm Martin Andries Bau chứ? Ông ấy ở Goldenberg. Nếu được ngài ấy chỉ dạy, chắc chắn Carl sẽ có cơ hội phát triển tài năng của nó. Bác sĩ dược Martin, con đã từng nghe bố nhắc đến ngài ấy rồi. Con cũng đã lớn và có thể sống tự lập được rồi. Bố đừng lo. Ừ, có thể bố sẽ nghĩ đến việc gửi con đến đó Carl ạ. Goldenberg đúng là một nơi rất tốt để con học tập và nghiên cứu. Goldenberg, Thụy Điển, năm 1757. Carl, cháu nghiên cứu tập tài liệu này nha. Ta thấy cháu rất có triển vọng nên ta quyết định giữ cháu lại. Từ giờ cháu sẽ là dược sĩ tập sự chính thức tại đây. Cháu cảm ơn ngài. Thằng bé quả là rất chăm chỉ và yêu công việc, hôm nào cũng làm thí nghiệm đến khuya. Carl đã làm dược sĩ tập sự cho bác sĩ dược phẩm Martin Andries Bosch suốt 8 năm. Trong thời gian này, cậu say sưa thực hiện các thí nghiệm đến khuya và đọc rất nhiều loại sách. Nhờ đó, Carl liên tục phát triển và sau đó, anh đã đến thủ đô Stockholm và làm dược sĩ chính thức tại đó. Gần 20 năm sau, thành phố Uppsala, Thụy Điển, năm 1770. Carl, chúng ta đã đến Uppsala này gần tháng nay rồi. Ngài Bergman đã không thèm để ý đến anh. Anh còn tìm kiếm làm gì? Không được, tôi cần tìm ngài ấy bằng được. Đó là nhà hóa học hàng đầu của Thụy Điển hiện nay. Nếu muốn trưởng thành, tôi cần phải học hỏi nhiều từ ngài ấy. Cách đây 2 năm, anh cũng đã gửi công trình nghiên cứu của mình tới cho ngài ấy, nhưng ngài ấy cũng bỏ qua và không thèm chú ý gì đến. Cũng là điều thường tình thôi. Có thể ngài ấy chưa thật ấn tượng với công trình của tôi. Thôi, chúng ta vào trong đi. Chúng ta đã làm thí nghiệm này không biết bao nhiêu lần rồi cho Han nhỉ? Tôi cũng không thể đếm hết thưa ngài. Có lẽ chúng ta không thể giải quyết nổi việc phân tích phản ứng giữa muối nóng chảy và axit acetic tạo ra màu đỏ này là gì đây. Ngài nghỉ ngơi một chút đi vậy. Tôi sẽ đi tìm thêm tài liệu cho ngài. Carl Wilhelm Schiller. Cái tên nghe quen thế nhỉ? Đúng rồi, ngài Bergman. Tôi nhớ rồi. Người có tên Carl Wilhelm Schiller này đã tìm đến ngài mấy lần rồi. Nhưng vì ngài quá bận nên tôi không báo lại cho ngài. Chà, đây là một công trình của anh ta đã gửi tôi cách đây cũng khá lâu rồi. Nhưng tôi cũng không thấy có gì đặc biệt. Những người như anh ấy rất nhiều, nên nếu anh ta tìm đến tôi, hắn cần nhờ giả điều gì? Thôi, tôi không cần phải gặp. Vâng, thưa ngài. Thưa ngài Bergman, có một vị khách tên là Carl Wilhelm Schiller đến xin gặp ngài ạ. Ngài ấy nói ngài ấy đã đi 40 dặm từ Stockholm đến đây và muốn được gặp ngài. Xem kìa, tại sao anh ta lại như quỷ thế vậy? Vừa nhắc đến đã có mặt rồi. Hay ngài cứ cho anh ta vào gặp xem sao. Thôi được rồi, anh ra nói với anh ta ngồi ngoài đợi tôi. Tôi phải giải quyết xong việc phân tích phản ứng này đã. Vâng. Ôi, ngài Bergman, ngài có làm sao không? Tôi qua mắt nên làm đổ bể hết mọi thứ. Đó có phải là muối nóng chảy và axit acetic chăng? Anh có thể phân tích được phản ứng này không? Để tôi thử.
Tôi xin phép ngài hãy để cho tôi một thời gian nhất định. Tôi sẽ đưa ra kết quả cho ngài. Được, tôi đồng ý. Ồ, Kha làm việc trong một ngôi nhà đơn sơ như thế này sao? Thật không thể tin nổi. Ngài ấy lại làm việc trong điều kiện ăn ở không tốt thế này. Các thiết bị thí nghiệm thì sơ khai. Ngài ấy không để ý đến điều đó thưa ngài. Ngài ấy rất say mê với công việc nghiên cứu hóa học của mình. Ngài nhìn kìa. Đáng lẽ tôi phải kết bạn với anh ấy từ cách đây 2 năm. Nhưng không sao. Dù sao chúng tôi cũng đã có duyên với nhau thế này. Khâm phục. Cảm ơn ngài. Tôi phải dành cho anh hai chữ này. Thú thực, tôi đã nghiên cứu, phân tích rất nhiều lần mà không ra kết quả. Tôi suýt chút nữa đã bỏ qua người tài năng như anh rồi, Kha ạ. Tôi cũng đã muốn được làm việc với ngài từ rất lâu. Nhưng giờ có việc phân tích phản ứng này mà số phận đã đưa hai chúng ta đến với nhau. Tôi rất vinh dự, ngài Bergman. Tình bạn giữa Khan và Bergman đã phát triển sau khi Khan phân tích phản ứng mà Bergman và trợ lý của anh không giải quyết được. Phản ứng giữa muối nóng chảy và axit acetic tạo ra hơi màu đỏ. Nghiên cứu sâu hơn về phản ứng này sau đó dẫn đến việc phát hiện ra oxy của Carl Wilhelm Scheele. Kha thân mến, tôi không muốn anh làm việc trong một điều kiện thiếu thốn sơ khai thế này. Nó sẽ hạn chế rất nhiều trong công việc nghiên cứu của anh, của chúng ta. Tôi có một lời mời chính thức, đó là mời anh đến làm việc tại phòng thí nghiệm của tôi. Cảm ơn ngài, đó là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Được tìm kiếm những hợp chất hóa học trong một điều kiện làm việc tốt hơn thì còn gì bằng. Trời ơi, hóa ra người phụ tá của ngài đã nói đúng. Chắc anh ta lại nói tôi hay nếm thử thí nghiệm à? Đúng vậy, ngài vẫn có thói quen nếm thử những chất mà ngài đã tìm ra như thế à? Đó là một thói quen rất tệ đấy Kha à. Ngài không nên làm thế, rất nguy hiểm đấy. Tôi hiểu, ngài Bergman. Tôi sẽ chú ý và cẩn trọng. Cảm ơn ngài. Bác sĩ đã căn dặn tôi cần ngăn chặn việc ngài ấy thử nếm chất hóa học mình tìm ra. Nếu không, ngài ấy sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình đấy. Tôi đang định đến đây để đưa cho ngài ấy một mẫu pyrolusite để ngài ấy nghiên cứu. Nhưng xem chừng, ngài ấy không thể làm được rồi. Hãy khoan đi, Johan. Anh đang nói đến mẫu pyrolusite ư? Ồ, vâng. Ngài đã tỉnh ư, ngài Kha? Dạ, ngài ấy có thể chết đi sống lại khi nghe bất cứ tên một chất hóa học nào. Anh đưa mẫu đó ra đây đi, tôi sẽ làm. Liệu anh có làm được thật không? Tất nhiên rồi, tôi nói tôi sẽ làm mà. Mẫu pyrolusite là gồm mangan dioxide không tinh khiết, anh phân tích nó nhé. Được, tôi sẽ làm ngay. Thôi, anh quay về làm việc của mình đi. Với lại, khi tôi đang làm thí nghiệm, nếu chẳng may tôi bị ngã thì anh đừng vội vào nhé, mà hãy mở tung cửa và chạy nhanh ra ngoài cho tôi. Ôi, nguy hiểm thế ngài còn làm gì? Ngài hãy coi trọng tính mạng của mình, ngài Kha ạ. Tôi xin ngài đấy. Đó là công việc của tôi. Tính mạng của tôi có quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc phân tích và tìm ra tính chất của khí này. Tôi chấp nhận nguy hiểm để làm thí nghiệm với nó. Ngài Kha, đừng, đừng, xin ngài. Ôi, ngài ấy thật cứng đầu. Ôi, ngài Kha. Mặc cho người phụ tá nhiều lần can ngăn, Khan vẫn một mực chấp nhận nguy hiểm để làm thí nghiệm. Ông say sưa làm việc và đã nhiều lần thất bại, thậm chí bị thương, nhưng ông không từ bỏ. Anh nhìn đi, tôi đã phân tích được đó. Tôi đã cho pyrolusite tác dụng với axit chlorhydric trên chậu cát ấm, một chất khí màu vàng lục mùi sốc được tạo ra. Thật ư? Đúng vậy, tôi đã thấy khí chìm xuống đáy của một chai hở và đặc hơn không khí bình thường, và nó không hòa tan trong nước, nó chuyển sang màu vàng lục. Chúc mừng ngài. Ngài gọi nó là gì vậy? Gọi là... tôi chưa biết, nhưng nó có khả năng tẩy trắng. À phải rồi, tôi gọi nó là axit muriatic khử hóa chất, hoặc axit chlorhydric oxy hóa. Thật tuyệt vời, cuối cùng tôi đã tìm ra nó rồi. Ồ, nhưng ngài xem lại ngài đi. Tìm và phân tích được chất đó thì trên người ngài cũng đã lĩnh hàng trăm vết thương và nhiều lần suýt mất đi tính mạng rồi. Không sao, không sao. Quan trọng là đã tìm ra kết quả. Tôi sẽ báo kết quả này cho ngài Bergman và trợ lý của anh ấy ngay lập tức.
Cuối cùng, sau nhiều lần gặp nguy hiểm, năm 1774, Kahn đã phân tích ra mẫu pyrolusit gồm mangan dioxide không tinh khiết ấy có tồn tại một dạng chất mới. Chất mới ấy là một loại khí mà Kahn cho là có khả năng tẩy trắng và gọi nó là axit muriatic khử hóa chất. Sau này, người ta gọi là khí cờ lo. Thành quả tìm ra khí cờ lo của Kahn Wilhelmshiel đã ngày càng chứng minh tài năng của ông và được mọi người kính trọng. Vì vậy, ngay trong năm 1774, Kahn được Bethmann đề cử làm thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, một vị trí vinh dự dành cho các nhà khoa học xuất sắc. Nhưng cũng vì thói quen nếm thử những chất mà Kahn Wilhelmshiel tìm ra, nên khi ông tìm ra hydrogen cyanide, Kahn nếm thử chất độc chết người này và đã nhiễm độc mà qua đời vào năm 1786 ở tuổi 43. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Kahn Wilhelmshiel, nhà hóa học người Thụy Điển, người đã liều mạng tìm ra khí cờ lo và nhiều nguyên tố hóa học quan trọng khác. Xiên miệng thông minh. Dạ, chào chúa ạ. Chào chúa, ngài có khỏe không ạ? Ừ, ta đang không khỏe trong người đây. Ngày nào cũng phải đến nhắc tiền thuế đất thì khỏe làm sao nổi. Thế này các ngươi đã có mà đưa chưa đấy? Vâng, chúng tôi sẽ nhớ và sớm trả tiền thuế đất cho nhà chúa ạ. Dạo này chúng tôi hơi túng thiếu, nên chúa đất thương tình thư thư cho dài hôm. Thương các ngươi thì ai thương cho ta chứ? Hứa hẹn 5 lần 7 lượt rồi, bực hết cả mình. Tôi toàn lũ nghèo khổ rách áo ôm, biết thế ông không cho chúng mày mượn đất nữa còn hơn. Mau mau chống chống mà trả tiền đất nghe chưa, không thì ông xiết nhà từng đứa đấy. Dạ vâng, cảm ơn chúa đất đã thương tình ạ. Chính cái thằng xiên miệng ấy đã bao nhiêu lần nó làm ta xấu hổ trước mặt mọi người rồi. Hãy hái cho ta chùm cam kia, nhưng với một điều: không được trèo cây, không được dùng gậy và cũng không được dùng thang. Cái gì? Chúa đất có nhầm không ạ? À? Không được trèo, không dùng gậy, dùng thang thì làm sao chúng tôi có thể lấy cam được ạ? À? Đây là chuyện của các ngươi. Nếu các ngươi không làm được thì thuế đất năm nay sẽ tăng gấp đôi. Chuyện đơn giản như mũi thế mà cứ kêu ca. Xin nhà chúa hãy nghĩ lại, thuế tăng nữa thì gia đình chúng con biết phải làm sao. Vụ mùa được có vài đồng, thuế đất tăng gấp đôi thì chúng tôi biết lấy gì mà sống ạ? À? Nếu vậy thì mau lấy chùm cam kia cho ta, đến lúc đó ta sẽ không tăng thuế đất năm nay nữa. Mau lên. Có thật là nếu lấy được chùm cam đó thì nhà chúa sẽ không tăng tiền đúng không ạ? À? Nhà chúa chắc chắn chứ ạ? À? Đó giờ ta nói điều gì mà không giữ lời chứ? Ta nói là làm, nhưng không được trèo, không được dùng thang, không dùng gậy, nghe chưa? Vậy tôi sẽ lấy chùm cam kia, nhưng mà tôi cũng muốn chúa đất xê ra, chứ chúa đất đứng ở đây thế này thì làm sao tôi lấy cam được? Ta đứng đâu là chuyện của ta, người cấm đoán được sao? Ý tôi không phải vậy, chẳng qua là tôi không muốn cam rơi vào đầu chúa đất mà thôi. Chúa đất cứ đứng ở phía đối diện tôi kia kìa, lát cam đụng xuống tôi đỡ rồi sẽ đưa hết cho chúa đất. Hey, hắn thật là trách việc. Nhưng cũng đúng, nếu cam rơi vào đầu ta thì sao? Chẳng vậy, thôi thì cứ đứng xích ra cho an toàn. Mà sao nó có thể lấy được cam không dùng gậy thang chứ? Có mà lấy vào mắt. Được thôi, vậy ta sẽ đứng xích ra. Nhớ nha, nếu không lấy được cam, ngay lập tức ta sẽ tăng tiền thuế đất. Tôi nhất định sẽ lấy được cam xuống cho nhà chúa đất. Xiên miệng đã nghĩ ra cách rồi ư? Liệu ngươi có làm được không chứ? Không được trèo, không được dùng gậy đấy. Cậu sẽ làm thế nào? Mọi người có tin cậu ấy xem sao. Xiên miệng định làm gì vậy nhỉ? Cậu ấy dùng sợi dây ấy để làm gì chứ? À, Xiên miệng, ngươi làm gì thế hả? Tại sao lại ném lên đầu ta? Ê, thôi chết, không ngờ viên đá nó lại bay về hướng đó.
nhà chúa thông cảm, hòn đá vô tình, làm gì có mắt mà nhìn được chứ. Còn tôi thì cũng mãi ném chùm cam thôi hả? Ngươi! Ôi, chúng ta hái được cam rồi này. Tôi đã lấy được quả cam mà không trèo cây, không dùng gậy và không dùng thang như lời chúa đất nói đấy nha. Nhà chúa phải giữ lời hứa đi. Thua rồi, nhà chúa không được tăng giá thuê đất đâu, nhất định phải giữ lời. Nhà ngươi làm ta chảy máu đầu, ta còn chưa tính sổ với ngươi, giờ lại còn đòi hạch sách ta sao? Ủa, chính nhà chúa nói chỉ cần tôi lấy được quả cam là sẽ không tăng thuế đất, chứ nhà chúa có nói là không được để nhà chúa bị thương đâu. Tôi lấy được cam là đã thắng rồi còn gì. Đúng đấy, ai bảo nhà chúa đứng xem làm gì? Lại còn đứng gần nữa chứ. Các người hãy nhớ mặt ta đấy. Bao phen nó làm ta xấu mặt trước mọi người rồi, ta sẽ phải trả thù. Lần này ta sẽ cho hắn phải xấu hổ. Xin miệng. Lại có chuyện gì nữa vậy nhỉ? Chó đất vẫn hậm hực vụ gì không nọ, xin miệng là mất mặt ấy mà. Chào chú đất ạ. Xin miệng. Nghe đồn ngươi nổi tiếng thông minh, thế ta đố nhà ngươi làm cho ta xuống ao được đấy. Hiện giờ nhà chúa đang ăn mặc thế kia mà lại đố nhà chúa cởi cả ra để xuống ao thì khó quá. Vậy là ngươi chịu thua ta rồi sao? Có vẻ như ta đã thông minh hơn xin miệng mất rồi. Nếu nhà chúa ở dưới nước mà đố nhà chúa lên bờ thì rất dễ, tôi làm được nhé. Được thôi, để ta xem ngươi sẽ làm cách nào để ta lên được bờ đây. Sao nào, giờ thì ngươi mau làm cách gì đó để ta có thể lên bờ được đi. Đâu có, tôi thắng rồi đấy chứ. Chúa vừa đố tôi làm cách gì để nhà chúa xuống dưới ao mà. Giờ nhà chúa xuống ao rồi, thế là thua cuộc rồi còn gì. Ngươi dám. Xiên miệng lại thắng rồi, quả thật thông minh mà. Chúa đất dễ dụ nhỉ, lần nào cũng để thua xiên miệng cả. Ôi, bộ quần áo này của chúa đất mới thật đấy, tôi có thể mượn để mặc một chút được không nhỉ? Ngươi làm gì vậy hả? Ai cho ngươi lấy quần áo của ta chứ? Đấy toàn là lụa tơ tầm cao cấp đấy, cấm nhà ngươi đụng vào. À, tôi mặc chiếc áo này xinh lắm đây. Đồ của chú đất thật là xịn xò, cái nào cái nấy mới tinh, chuẩn là lụa mát liệm. Không được động vào quần áo của ta. Ngươi là cái thá gì mà có thể khoác áo lụa của ta chứ? Trả quần áo lại cho ta, trả lại cho ta, tên xiên miệng khốn kiếp kia. Đấy, thế là nhà chúa lại thua cuộc lần thứ hai nhá. Ban nãy tôi đã làm cho nhà chúa xuống ao, bây giờ lại buộc nhà chúa phải lên bờ. Nhà chúa đã chịu thua chưa nào? Ôi chào, xem chúa đất trần như nhộng kìa, chẳng ra thể diện gì cả. Chúa đất chịu thua đi, thua rồi. Nếu chúa không chịu thua, tôi sẽ không trả quần áo lại cho nhà chúa đâu. Mau nhận thua đi, không thì một lúc nữa mọi người kéo nhau ra đồng hơn đấy, lúc ấy tôi chẳng che mắt được hết đâu. Thôi được rồi, ta chịu thua. Chịu thua được chưa? Thế có phải nhanh không chứ? Lần sau chúa đất nhớ đừng thách đố tôi điều gì nhé. Tôi đi đây. Xiên miệng thông minh thật đấy. Lần này thì chúa đất bị một phen bẻ mặt thật rồi. Đáng đời tội ức hiếp dân lành mà. Tên xiên miệng đáng ghét kia, ta hận ngươi. Ước mơ trên trang giấy. Mình đã xa nơi này 30 năm rồi, mọi thứ cứ như ngày đầu tiên. Là thầy Basino, ngày xưa dạy trường trung học Bitkin phải không? Trời ơi, bác cứ tưởng cháu định cư bên Mỹ luôn rồi. Vâng, cháu đây cụ Eric ạ. Lần này được nghỉ đông, cháu về thăm lại quê hương mình. Cụ vẫn khỏe mạnh, cháu mừng quá. Cái thằng cứ tình cảm như ngày xưa. Bởi vậy, lúc nào cũng được học trò yêu thương. Mong lần này
cháu sẽ có kỳ hồi hương đáng nhớ nha. Dạ, vâng ạ. Cái gì ấy nhỉ? Lớp B2, trường trung học Bikin, là vở bài tập của tụi nhỏ đây mà. Chúng mày ở đây 25 năm rồi sao? Trong tương lai, em sẽ là sĩ quan hải quân. Bởi vì một lần em bơi ngoài biển, bị chìm trong nước rất lâu. Nhưng em đã may mắn thoát chết. Có nghĩa là em rất có năng khiếu làm việc dưới biển. Thế thì sau này, tớ sẽ là siêu đầu bếp. Vậy may mắn ăn gì cũng thấy ngon. Sau này, tớ sẽ là tổng thống Pháp. Ồ, cậu nghiêm túc đấy à? Tất nhiên, vì tớ có thể thuộc tên 25 thành phố của nước Pháp, trong khi các bạn chỉ thuộc nhiều nhất là 7 thành phố thôi. Paris nè, Lyon nè, Marseille, Nantes nè. David này, đến chuyện đi đứng cậu còn cầm gậy thế kia, thì sau này cậu định làm gì? Cậu có ước mơ cho mình không? Nhỏ thôi, cậu làm David tự ái bây giờ. David bị mù mà, làm sao mà ước mơ cao sang được? Tớ sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nội các nước Anh. Bởi vì nước Anh chưa từng có người mù nào vào được nội các. Em muốn làm huấn luyện viên chó. Em làm tiếp viên hàng không. Em làm nha sĩ thôi thầy. 31 ước mơ của 31 đứa trẻ đều hồn nhiên và ngô nghê. Đó là những diễn cảnh đáng yêu của tuổi thơ một con người. Thế bây giờ tụi em đang làm những gì? Có còn nhớ những điều mình đã viết năm xưa? Phải rồi, tại sao mình không gửi những ước mơ này đi, để các em nhìn lại mình trên trang giấy của 25 năm về trước. Các em sẽ nhận ra mình đã làm những gì. Ước mơ ngày xưa liệu rằng có thay đổi hay không? Tất cả chuyện là như vậy thưa cậu. Cậu có thể cho tôi đăng ký một mục quảng cáo nhỏ trên báo để các em học sinh ngày xưa của tôi tìm về được không? Đây là toàn bộ ký ức của các em ấy. Vâng, được chứ ạ. Rất vui khi được nghe câu chuyện của bác. Cháu sẵn sàng giúp bác ạ. Mời bác ghi nội dung muốn đăng bài vào đây. Chúng cháu sẽ tiến hành đăng bài vào ngày mai. Cảm ơn cậu trai trẻ. Các em học sinh lớp B2 trường Bikin thân mến, thầy Basino, chủ nhiệm lớp các em 25 năm trước đây, chúng ta thật may mắn khi có thể đồng hành và sát cánh cùng nhau trên một đoạn đường. Tình cờ thầy tìm được 31 quyển vở kể về 31 ước mơ của các em. Chính thầy đã bị cuốn vào những câu chuyện và lời lẽ đáng yêu trong đấy. Có một điều thôi thúc thầy rằng phải gửi lại ước mơ này đến chủ nhân của nó, vì đó là một điều ý nghĩa của cả một đời người. Thầy rất mong nhận được phản hồi từ các em. Thầy yêu tất cả các em. Em chào thầy Basino. Em là Albert, hiện đang là doanh nhân cho chuỗi nhà hàng khách sạn thành phố Oxford. Em bị cuốn vào cuộc công việc suốt 10 năm nay, đến nỗi quên đi những thú vui đơn giản. Những đơn hàng và hợp đồng liên tục tìm đến. Thầy cũng hiểu thương trường là chiến trường. Chậm một phút, cơ hội sẽ thuộc về tay người khác, thưa thầy. Cho đến khi mẹ em đưa một tờ báo và hỏi rằng: ước mơ ngày xưa của con là gì? Em giật mình nhìn lại bản thân mình để tìm câu trả lời. Thầy có thể gửi giúp em bài tập năm xưa qua địa chỉ em ghi phía dưới được không ạ? Em sẽ rất biết ơn thầy về điều này, vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất của em, thời điểm em biết rõ mình là ai. Chính cậu ngày xưa muốn làm hải quan đấy, Albert ạ. Không lâu sau đó, rất nhiều thư của học trò cũ gửi đến thầy Pochino. Trong số họ có người là thương gia, diễn giả hay là cô nàng nhân viên văn phòng, thiết kế thời trang. Nhưng tất cả đều muốn biết mình đã ghi gì trên trang giấy vào 25 năm trước. Thầy Pochino đã kiên nhẫn gửi đi hết số quyển vở bài tập đó theo từng địa chỉ được nhắc đến, ròng rã một năm trời. Chỉ còn đúng một quyển vở của em thôi, David ạ. Một năm qua em đang làm gì? Có đọc được thông tin của thầy không?
Lại đi à, Basino. Cháu đã ở đây hơn một năm rồi còn gì. Khoảng lặng ấy đủ để cháu có thêm dư vị rồi, cụ Eric à. Đến lúc cháu nên quay về Mỹ rồi. Có thư của bác đây ạ. Bác ký giúp con nhé. Là của David. Chính là em ấy, David Blanket. Chào thầy Basino. Cậu học trò David ngày xưa chính là em. Em rất cảm ơn thầy đã giữ lại những ước mơ ấu thơ của chúng em. Nhưng bây giờ em không cần phải giữ quyển vở đó nữa. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó, ước mơ của em luôn ở trong trí óc. Chưa một giây phút nào em từ bỏ ước mơ của mình. Và 25 năm qua, em đã tự hào một điều rằng mình đã thực hiện được ước mơ đó. Cảm ơn thầy rất nhiều. Em vẫn muốn thông qua lá thư này nói đến các bạn khác rằng, chỉ cần không để ước mơ của tuổi trẻ mất dần qua năm tháng, thì có ngày ước mơ đó sẽ không chỉ nằm trên trang giấy nữa. Tớ sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nội các nước Anh, bởi vì nước Anh chưa từng có người mù nào vào được nội các. David Blanket, em đã thực sự làm được rồi. Bức thư của ông David Blanket về sau đã được đăng lại trên tờ báo The Sun và nhanh chóng thu hút hàng nghìn người theo dõi, bởi vì năm 1987, David Blanket đã chính thức trở thành Bộ trưởng Giáo dục Nội các nước Anh và ông cũng là Bộ trưởng mù đầu tiên của đất nước này. Ông đã dùng hành động của mình để chứng minh một chân lý: nếu ai đó có thể giữ ước mơ khi 15 tuổi của mình và luôn tâm niệm sẽ thực hiện nó trong suốt 25 năm cuộc đời, thì người đó nhất định sẽ thành công. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về thầy giáo người Anh Pochino với những ước mơ trên trang giấy được thầy chia sẻ vào những năm cuối thế kỷ 20. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!